15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Xin chúc cho tất cả quý cô chú, quý anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chị Nga, chị Nga thấy mẫu bên đây sạch sẽ không? Có người tài trợ đó chị. Sáng anh chỉ cho. Có một người ở từ sáng giờ luôn. Trời ơi sạch sẽ, anh sạch bu luôn. Lên từ sáng sớm là mới 6 giờ lên. Chung đồ đó cậu có chị vậy đó, bữa có cái chị kia, chị đến mộ chị đem cái bức hình cái xong rồi chị nói chị là con nuôi, mai con đem cô nói con nuôi được không cậu? Bây giờ cậu giải thích cho con cái chị đó là phải không? Đâu biết không? Chị không bình tĩnh nha, cậu không biết là chị có bình tĩnh thôi à. Bởi vậy nói rồi á nha, không ai biết con nuôi. Hôm qua cái con nai nó làm rớt cái bình đó anh, rớt bể cái bình đó. Rồi anh nhiều sốc niêu mới hài lại chưa. Ở ông Nguyên đàn bò hôm qua nó vô đây nó phá, nó qua nó dậm cái mộ của cô Huệ mạnh chành luôn. Em đuổi ra, con đuổi ra. Hôm qua chú, trưa hôm qua nó may là có YouTuber đó, ở đây chỉ có YouTuber thôi. Lúc đó chưa có khách, trời ơi nó càng vô đây, cái đuổi nó chạy qua đây, cái nó chạy qua mộ cô Huệ nó ăn hết bên đó. Cái đuổi con đuổi dài mút bên kia nguyên mọc mày luôn, ở trong đây luôn. Phải nói mà hôm qua mà không có YouTuber ở đây là nó vô đây nó cạn hết trong đây luôn. Bị nói chung là bị ngã bình bông rồi trái cây nào, là nói chung là mấy cái đồ mà cúng á nó ăn. Dạ trời ơi con thấy vậy con chạy qua con đuổi. Trời ơi, một đàn đó là 5-6 con. Nè, nó ngã xuống đây nè. Đó, ba cái trái cây nước nồi là bình bông rồi. Ngã hết luôn. Ngã trái cây hả? Rồi nó chạy nó mang cái bình bông ở bên kia nữa. Đó, cái bình đó. Con bò nó lại á cậu. Nguyên một bầy luôn chứ không phải một con nữa. Tại vì không, trước là có con nai thôi, bây giờ bò nó đến giờ nó đụng bộ. Bò nó đi ban ngày luôn mà nó thấy mình nó không sợ, mình đuổi nó mới đi rồi. Đây đây. Giỡn chưa? Cậu, đổi vô coi. Dạ. Có mấy anh cũng đỡ, còn dạ. Tôi em thấy mấy anh cũng thấy. Dạ. Trời ơi, sáng thấy cái chị thấy đó. Chị vô đây buổi sớm sáng sớm à. Cái chị dọn dẹp đây nè. Trời ơi, nó giờ phụ dạ. Nói chung là cũng hỗ trợ phần nào, nhiều khi là dạ vậy vậy giờ đi chỗ khác. Vậy hả? Chưa có quay cậu.